Chào mừng các bạn đến với Sài Gòn Online Tech City. Với chủ đề ngày hôm nay là Women in Tech. Và khách mời của chúng ta là chị Ngọc, Product Owner của Tiny Post. Chào chị. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Chị là Ngọc, hiện tại đang làm Product Owner ở Tiny Post. Thì chị làm việc trong ngành Tech được 6 năm kể từ khi mà chị mới ra trường. Thì chị trở thành Product Owner của Tiny Post thì cái con đường như thế nào? Lúc đầu thì với công việc đầu tiên của chị thì chị làm more về technical support, customer support nhiều hơn. Thì qua đến công ty thứ hai chị vẫn tiếp tục làm customer support, nhưng mà trong quá trình làm việc thì chị làm việc chủ yếu với team phát triển sản phẩm. Thì trong quá trình mà chị làm việc thì chị cũng làm việc với cả product manager của công ty. Thì có những buổi nói chuyện, có những lúc mà tham gia cuộc họp với team thì product manager thấy là chị có thể phù hợp với lại làm product management nhiều hơn. Thì lúc đó product manager đó có nói với chị là em thử nghĩ thêm là em có muốn làm product owner không. Thì lúc đó chị em rất là muốn, thì chị rất may mắn là họ cho chị cơ hội để bắt đầu làm product owner. Chị thì chị có thể chia sẻ giúp em là cái khoảng thời gian mà mình đi làm ở Tiny Post á, những cái lúc nào mà chị cảm thấy rất là khó khăn khi mà có một mình ở trong một môi trường toàn là nam hay là rất là đơn độc, chị có cảm giác như vậy không? Thực ra cái cảm giác mà mình ở trong một môi trường nam thì đôi khi cũng có nghĩa là rất là đơn độc, nhưng mà chị không nghĩ đó là một cái bất lợi của mình trong cái môi trường giống như vậy. Thì em nghĩ là xung quanh một trần gương mà tự có một bông hoa, thì chị nghĩ mình phải nên là một cái gì đó nổi bật trong cái môi trường đó hơn là một cái gì đó rất là bất lợi. Nên là chị nghĩ là nếu mà mình cứ suy nghĩ đến cái việc là mình bất lợi thì mãi mãi mình không bao giờ tỏa sáng được hết. Mà mình nên nghĩ là mình có những cái lợi thế gì, những cái điểm khác biệt gì mà mình cảm thấy là mình có thể nổi bật, mình có thể fit được trong cái môi trường này thì là tốt hơn. Vậy thì nếu là một người nữ như chị nói là mình nên dùng những cái điểm lợi thế và điểm nổi bật của mình để thì khi mà mình muốn raise voice ở trong một cái discussion hay là meeting thì mình sẽ làm như thế nào, hay là mình dùng cái cách nào để mình cái tiếng nói của mình nó raise voice ở đây ý em muốn là mình raise một vấn đề hay là một cái ý kiến. Chị nghĩ đó là cái việc mà raise lên một vấn đề hoặc là muốn mình có một tiếng nói trong một cái meeting nào đó thì nó phụ thuộc vào bản thân cái người raise nhiều hơn là về giới tính. Đó là chị nghĩ như vậy. Thì ví dụ như khi em muốn raise một vấn đề gì đó thì em phải chuẩn bị cho em những cái nói chung là hỗ trợ cho cái việc em thể hiện tiếng nói đó của em. Em không có thể nào mà khi em vô một cái meeting và em nói một cái việc mà em chỉ suy nghĩ và không có bằng chứng, không có dẫn chứng cụ thể, không có cái gì để hỗ trợ cho cái việc đó của em á, thì chị nghĩ là cho dù em là nam hay là nữ thì nó cũng không có hiệu quả. Thì nên đối với chị á, nếu như thực sự là mình muốn raise một vấn đề, em muốn raise một cái voice trên một meeting nào đó thì bản thân mình phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước. Vậy thì không biết là có bao giờ mà chị bị các đồng nghiệp nam ở trong công ty ăn hiếp hay không? Tại vì là con gái á. Ăn hiếp ở đây là bị bắt nạt á. Chị nghĩ là không có, tại vì chị nghĩ là cái feeling này nó cũng giống như những các bạn ở trong công ty chị thôi. Nên là trong một môi trường toàn nam thì các bạn nữ thường được các anh nhường nhịn nhiều hơn là bị ăn hiếp. Và đôi khi là chị còn cảm thấy là chị ăn hiếp các anh. Thì chị có cái lời khuyên hay là lời nhắn nhủ này đó với những cái bạn gái mà tầm khi mà vừa mới ra trường chẳng hạn, hay là chuẩn bị đi làm và chuẩn bị bà Tết, thì chị có một lời nào nhắn nhủ với các bạn không? Thật sự á, là nếu như mình muốn làm ở Tết á thì chị nghĩ là mình nên suy nghĩ á là thật sự đó là con đường lâu dài của mình hay không. Tại vì chị nghĩ là làm bất cứ một công việc nào á thì mình cũng phải có nhiệt huyết đối với nó. Và thực sự nếu mà mình cảm thấy là mình rất là muốn làm ở công việc tác thì mình nên, chị nghĩ ai cũng vậy, các bạn nữ có những cái lợi thế, có những cái khuyết điểm, thì mình nên nhận biết được bản thân mình là mình có những cái lợi thế nào và những cái nào mà mình cần phải học hỏi. Thì khi mình xác định rõ được hai cái đó thì mình
chị nghĩ là làm ở cứ một môi trường nào mình cũng có thể làm được. À, vậy thì ngược lại là đối với các bạn nam đó, thì chị có lời nhắn nhủ nào đối với các bạn nam là đối xử với các bạn nữ nhẹ nhàng hay là như thế nào đó không ạ? À, nếu mà chị phải chị có một lời nào đó nói với các bạn nam á thì các chị nói, chị nghĩ á là những lúc mà mình các bạn nam thì thường hơi nóng tính, cái là chuyện bình thường thôi, thì khi mà nói chuyện với các bạn nữ á, thì có thể lower cái đó xuống một xíu để mà các bạn nữ không cảm thấy bị tổn thương khi mà nghe những cái việc đó. Và các bạn nữ thường hay có cái cảm giác đó là về mặt kỹ thuật, về mặt technical mình sẽ không giỏi bằng các bạn nam, nên là khi mà bị lớn tiếng trên những cái lĩnh vực đó sẽ càng cảm thấy là họ cảm thấy tự ti hơn. Chị nghĩ là như vậy. Thì tức là mặc dù các bạn nữ thấp nhưng mà các bạn nam cũng phải nhẹ nhàng. Đối với các bạn mà mới vô ngành thì sẽ rất là bị choáng. Trời ơi, tại sao mà họ có thể lỡ lòng nào nói mình như vậy. Còn đối với những người mà làm việc lâu giống như chị rồi thì chị thấy là không có vấn đề. Dạ. Cảm ơn chị Ngọc đã dành thời gian và chia sẻ về chủ đề Women in Tech ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi chị Ngọc thì có thể comment ở bên dưới và tổ chức sẽ thu thập và trả lời các bạn sau đó. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.